cha và con và thần cầu xin Chúa thánh thần người thương thân kiến hồn con xuống cho con hồng ân chan chứa trao dồi cho đã ngồi tâm đường nguyện xin Chúa ngồi ba đòi nghe mời mọi người ngồi xuống nha. Cha xin chào tất cả mọi người. Trước tiên là hôm nay ban viện cảnh còn lại có cha với ông này thôi, còn hai ông kia thì đang dẫn 9 người đi khám nghiệm. Ngày hôm qua thì theo cha dự kiến là 9 người đó đi khám nghiệm, là bữa nay là xét nghiệm xong rồi, chủ nhật này cha sẽ làm nghi thức cho họ, họ về làm nghi thức cho họ về, có nghĩa là họ đã hết bệnh, họ được ra về. Thì kể hôm qua thì điều mà cha muốn nói với anh chị em bệnh nhân đó là cha rất chào mừng ở chỗ là ngày họ vô thì giống như là họ lãnh chính cái họ cầm chính cái bản án tử hình vô đây, tức là cái bản án đó là nhất định ở nhà họ chết. Nhưng mà hồi hôm khoảng 12 giờ đêm họ lên xe, họ rất là hân hoan vui mừng, họ khỏe dữ lắm, bình an. Thì cái chào mừng nhất đó là họ đã theo cái phác đồ của cha, họ không sai cái phác đồ, chứ nếu họ sai phác đồ thì họ không được đi với mình con, họ không được lên xe đi chung với mọi người. Cụ thể là ông Đoàn Quốc Trung, khi ông sai phác đồ rồi là ông tự khám nghiệm một mình và ông không được đi chung Đoàn, rồi ông sẽ về ông nghỉ luôn. Còn chín người đó họ đã đi đúng phác đồ cho nên họ được ưu tiên, gọi là họ được cưng. Vậy thì còn ở đây còn mười mấy người đây, thì cha cũng khuyên là mười mấy người này phải đi đúng phác đồ nha, phải đi đúng cái phác đồ thì tháng sau cũng sẽ mình cũng sẽ lên xe mình đi khám bệnh như vậy để mình trở về quê. Chị Quý thì sao? Dạ, đang ngủ. Không ngủ được không? Mình giấc này còn đau? Dạ. Không đau. Bình thường như mọi ngày không đau nữa. Dắt cha ra khỏi phòng chút mà không đau lần lần. Dắt cha đi ra về cha ngủ đó là không đau lần lần đó thôi. Vậy thì điều cha rất là mừng là mọi người về đến đây giờ đây cái chết nó không còn hoàn thành mình nữa. Đó, nó không có còn hoàn thành mình. Đó là cái điều mà cha mừng cho anh chị em nhé. Chứ cha cũng mừng cho cha, phải không? Cha không mừng cho cha bởi vì cha nói như thế này: vào năm 2014 thứ tư lễ tro năm 2014 thì cha bắt đầu một cái cuộc hành trình mới trong cuộc đời cha, đó là cha ăn cây cỏ giống. Cha ăn cây cỏ mang hạt giống để rồi cha thi hành lời dạy của Chúa là yêu thương và cho không. Thì cha nói cho anh chị em nghe là xin lỗi, còn ba người ngồi bên này. Đây là ông chủ tịch không? Chủ tịch chữ thập đỏ xã nào? Một răng một đốt. Còn đây
bên là bệnh nhân anh bệnh gì? Ung thư máu thì vợ á. Chút nữa tuy rằng các thầy không có về nhưng mà sẽ nói chuyện vậy là làm giấy luôn ha, làm giấy luôn. Cha nói vào năm 2014 thì cha đi vào một cái cuộc thánh chiến, không phải là cha nói để rồi cha so sánh, cha không có so sánh mà cha nói một cái sự thật trong cuộc đời của cha. Do bởi cha là người Công giáo, rồi sau đó cha đi tu, cha làm linh mục. Như vậy thì cha phải thật sống theo cái gương của ai? Gương của Chúa. Do bởi cha là người Công giáo, cha đi tu, cha làm linh mục, thì cha phải sống theo cái gương của Chúa Giêsu. Vậy nếu cha là người đạo Phật thì cha phải đi tu, cha phải làm sư trụ trì, cha phải sống theo gương ai? Đức Phật. Vậy cha làm sống theo gương của Chúa Giêsu. Thì Chúa Giêsu đi vào sa mạc 40 đêm ngày. Trước khi Chúa Giêsu đi rao giảng tin mừng cho nhân loại thì Chúa Giêsu đi vào sa mạc để mà tĩnh tâm cầu nguyện 40 đêm ngày. Mấy bà có nhớ đoạn tin mừng đó không? Thì sau khi Chúa vào sa mạc 40 đêm ngày tĩnh tâm cầu nguyện rồi thì đến khi mà Chúa ra khỏi sa mạc thì Chúa đi đâu? Chúa đi rao giảng. Rồi, Chúa đi rao giảng, Chúa làm nhiều phép lạ, Chúa cứu mọi người và Chúa cứu nhân loại. Đó là tin mừng. Chúa Giêsu đi vào sa mạc, thần khí của Chúa đẩy vào sa mạc 40 đêm ngày. Để chi? Để Chúa vào nơi hoang vắng đó, để Chúa ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày. Đúng 40 đêm ngày thì Chúa cảm thấy đói, thì ma quỷ đến, nó cám dỗ Chúa. Nó cám dỗ Chúa bằng cách là, các cơn cám dỗ thứ nhất là nếu ông ăn bánh này đi, nếu ông là con Thiên Chúa thì ông hãy biến cục đá này thành bánh cho ông ăn. Bởi vì ma quỷ lúc này nó biết Chúa Giêsu là người nhịn đói 40 ngày, nó biết Chúa Giêsu đang đói. Cho nên nó dụ Chúa Giêsu là nếu ông là con Thiên Chúa thì ông hãy biến cục đá này thành bánh. Chúa Giêsu mới dạy lại cho ma quỷ. Rồi Chúa Giêsu dạy lại cho ma quỷ. Rồi ma quỷ nó thử thách Chúa lần thứ nhất không được, nó thử thách lần thứ hai. Lần thứ hai nó thử thách rằng nếu ông là con Thiên Chúa thì ông hãy gieo mình xuống biển. Nó dẫn Chúa Giêsu lên núi. Nếu ông là con Thiên Chúa thì ông hãy nhảy xuống đất này, thần khí Chúa sẽ tay đỡ tay năng. Như vậy thì ma quỷ nó cám dỗ Chúa Giêsu 3 lần. Nhưng đến cơn cám dỗ thứ 3 thì Chúa Giêsu nói thẳng với ma quỷ là ngươi phải thờ lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Nghe kỹ nha, ma quỷ nói với Chúa Giêsu là ngươi phải thờ lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Vậy thì lúc này đây con người thờ Chúa rồi, ai thờ Chúa nữa? Ai? Nãy Chúa Giêsu nói sao? Nói với ma quỷ sao? Ngươi phải thờ lại Đức Chúa là Thiên Chúa. Như vậy thì con người, vạn vật, ma quỷ, tất cả phải thờ. Và sau đó ma quỷ cám dỗ Chúa ba lần cũng được, thì sau đó nó rút luôn Chúa Giêsu ra khỏi sa mạc đi rao giảng tin mừng. Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ, rồi Chúa Giêsu chữa lành, Chúa Giêsu giảng đạo. Đúng 3 năm sau Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập giá. Đó là cuộc đời của Chúa Giêsu. Vậy thì cha là người Công giáo, cha đi tu theo Chúa, cha làm linh mục, cha theo Chúa thì cha phải sống cuộc đời của Chúa sống. Thì cuộc đời của Chúa sống là ăn cây cỏ cũng bỏ vào cho không. Đó là cuộc đời của Chúa. Sau 4 năm cha ăn cây cỏ
buông bỏ cho không theo cuộc đời của Chúa 4 năm. Thì đến bây giờ Chúa lại ban cho cha, tạm gọi là như vậy, những cái ơn cần thiết để cha, để cha có thể cha làm sáng danh Chúa khi cha còn sống. Thì hôm nay là cha đã chứng minh cho mọi người thấy rằng cha đã cứu chữa mấy chục ca ung thư như vậy. Anh chị em có đồng ý không? Rõ ràng phải không nè? Hiện giờ là 9 ca ung thư đang đi khám nghiệm để trở về quê hương sạch bình. Hôm 9 ca phải không? 9 ca không? Dạ. Cha nhà hôm nay 9 ca à, có ông Trung ngồi vô nữa là 10 ca. Tự nhiên cha nhớ 10 người không cùi ở trong Bình Mừng. 9 người thì đi khám nghiệm rồi, có người ở lại rồi. Như vậy sau 4 năm cha đi vào con đường mà Chúa dạy là ăn cây cỏ buông bỏ cho không, thì giờ đây Chúa lại làm phép lạ là Chúa ban cho cha một cái hồng ân để chữa lành cái bệnh mà đó. Cái bệnh này, cái bệnh nan y này là gọi là kẻ thù của ai? Hả? Kẻ thù của ai? Bệnh nan y á, ví dụ như là bệnh các loại bệnh nan y, nó là kẻ thù của ai? Kẻ thù của dân tộc. Nó kẻ thù của mình không? À, bệnh nan y nó gọi là kẻ thù của dân tộc. Mà dân tộc có đội trời chung với nó không? Không. Không chấp nhận đội trời chung. Có nghĩa là không chấp nhận sống chung với ung thư lưỡi. Hả nè? Không chấp nhận à, bị gì nó là kẻ thù của mình. Vậy nhưng mà ngược lại, anh chị em thấy đó, sau 21 thế kỷ thì hiện bây giờ Chúa mới cho xuất hiện là chữa bệnh ung thư. Mà bằng chứng là bây giờ là những ca này sắp đi, tháng sau là đi khám nghiệm đi về nữa nè. Đó, tháng sau đi khám nghiệm để đi về. Mình ra 3 ca rồi, rồi bữa nay đi 9 ca, rồi tháng sau này đi phải 9-10 ca nữa nè. Đó, rõ ràng trước mắt mọi người nhìn thấy đó. Có phải là sau 4 năm cha đi vào con đường của Chúa, sau 4 năm Chúa là làm một phép lạ trên anh chị em này. Đó là cái phép lạ đó là gì? Là chống lại sự dữ của ma quỷ. Bệnh ung thư này có phải là sự dữ của ma quỷ không? Phải không? Chị vô đây, chị thấy mọi người bệnh như vậy, chị thấy chồng chị vui không? Chị thấy hy vọng cho chồng chị khỏe không? Đó, em đeo thương máu nè. Phải không? Ông chủ tịch chữ thập đỏ thấy rõ ràng không? Đó. Ông vô đây rồi ông mới chứng kiến được. Đó là những người bệnh tật như vậy. Vậy cha mới nói với anh chị em rằng sau 4 năm cha đi vào con đường của Chúa là ăn cây cỏ buông bỏ cho không. Giờ đây Chúa lại làm phép lạ trên anh chị em là chống lại sự dữ, chống lại bệnh tật. Vậy sau khi cha ăn cây cỏ 4 năm rồi thì tự nhiên con động vật nó được trả thù. Giờ đây là không ai, những người mà từ từ đây rồi thế giới này nó sẽ hiểu ra được, không ăn nó nữa, không ăn ông bà tổ tiên con cháu nữa. Đó là một cái niềm vui cho động vật. Rồi sau khi mình không ăn động vật thì nó lại một niềm vui cho cây cỏ mai hạt giống. Là bởi vì giờ đây cây cỏ mai hạt giống nó có cơ hội để nó khoe mình, để nó mang trái, để nó mang hạt, nó giúp cho người ta. Còn trước đây mình thấy cây đu đủ á, mình thấy cái trái đu đủ á, mình thấy cái cây đu đủ nó ra trái, mình đâu thèm ăn. Chừng nào mà có mua được cái đầu heo về á, là trái đu đủ nó mới có giá trị, đúng không? Phải vậy không? Còn nếu cái đầu heo mà không có ở nhà thì trái đu đủ vô nghĩa đó, có ăn cũng là chỉ ăn chơi thôi. Hả nè. Rồi cây chuối mà nó trổ buồn đầy hết á, vậy đó, mà cái bắp, cái hoa chuối á,
nó lủng lẳng đầy hết, nhưng mà chừng nào có gà mái tơ là cái hoa chuối nó mới giá trị. Còn nếu không có gà mái tơ thì có hoa chuối nó có giá trị không? Không. Đó, thấy không? Ví dụ những cái cụ thể điển hình vậy đi. Đó, vậy thì giờ đây cây cỏ mang hạt giống nó có cơ hội và nó phát triển, nó làm tròn cái sứ mệnh của nó là bảo vệ nuôi dưỡng mọi người. Còn con động vật giờ đây nó có sứ mệnh là nó làm đẹp cho trái đất, cho vũ trụ và trang trí cho con người và phục vụ con người. Giờ đây con ngựa được cởi xe, được chở người ta đi, con bồ câu, con chó giữ nhà, con trâu đạp lúa, con bò đi kéo cày nhất nhất. Giờ đây tất cả các loài động vật nó có cơ hội để nó phục vụ cho con người, trang trí cho vũ trụ, làm đẹp vũ trụ. Còn giờ đây cây cỏ mà hạt giống nó có cơ hội nó khoe mình, nó làm sáng danh cho Chúa bằng cách là nó ra trái để cho mọi người. Đó. Còn con người giờ đây trở về với cái thánh ý Thiên Chúa đã định cho chúng ta là ăn cây cỏ để chống lại sự dữ là cái bệnh quái ác. Thấy vậy không? Cái bệnh quái ác là cái bệnh hiểm nghèo, là cái bệnh nan y này. Chúng ta ăn cây cỏ để chống lại cái bệnh quái ác này. Tất cả những người đang có mặt ở đây là đang ăn cây cỏ mang hạt giống để chống lại cái bệnh quái ác này nha. Chống lại bệnh quái ác. Do vậy mà bắt đầu từ hôm nay trở đi thì cha cũng không biết là cha còn ở với anh chị em bao lâu. Bởi vì cha đã cảm nhận được là sứ mạng cha đã hoàn thành. Sứ mạng cha đã hoàn thành rồi. Một người đã hoàn thành sứ mạng rồi thì sớm muộn gì họ cũng phải ra đi theo lời của Chúa. Họ đi theo cái con người mà đã chỉ dẫn cho họ. Thì hôm nay cha đã thấy là cha đã hoàn thành sứ mạng của cha. Là cha đã đi vào xa, đi vào trong cái khu rừng trắng ở Tà Vinh này 44 năm để cha ăn cây cỏ, buông bỏ cho không. Sau 4 năm đó thì cha đã chỉ cho anh chị em một cái con đường gọi là vượt ra cái chết, chống lại tội lỗi, chống lại bệnh tật. Mỗi người bệnh tật thì giờ đây ta phải ăn cháo trắng, ta phải uống thuốc như thế nào để ta chống lại bệnh tật, để ta chống lại cái chết. Những người mạnh khỏe giờ đây ta phải ăn uống như thế nào để ta có một cơ thể trong sạch, vững mạnh, cường tráng để ta thờ Chúa cho đúng nghĩa. Đó là điều mà cha những điều đó cha đã làm xong rồi. Cha đã chỉ cho mọi người là ăn cây cỏ mang hạt giống, và cha đã cứu những người mà đang bệnh nan y, đang bệnh ung thư chờ chết. Cha đã cứu mọi người một cách trước mặt mọi người rồi, và cha cũng đã làm gương cho mọi người là yêu thương nhau và cho nhưng không rồi. Vậy thì đối với cha bây giờ sứ mạng của cha đã hoàn thành. Vậy thì cha còn gặp được bao nhiêu người thì tùy vào cái ý của cha. Cha còn chữa được bao nhiêu người thì tùy vào cái sứ mệnh của cha. Do vậy mà thế gian này không thể trách cha. Nếu ai nhận ra sớm thì đến sớm, còn ai nhận ra muộn mà cha đã không còn nữa thì cũng phải chấp nhận thôi. Rồi những người mạnh khỏe này phải cố gắng chỉ lại cho những người bệnh tật, chỉ lại cho những người mà họ đang bệnh tật, để giúp họ vượt qua. Giống như ngày xưa tôi bệnh ung thư, tôi từ ở ngoài Nam Định vô, tôi chữa bệnh ung thư của tôi xong rồi, bây giờ cha đã đi rồi, bây giờ cha đâu còn nữa chữa, thôi chị ơi, để chị chữa cho em nhé.
em ơi em khỏi cần đi kiếm thì chị chữa cho em, chị chữa, cha chữa cho chị làm sao thì chị sẽ chữa cho em y như vậy. Thế nè, rồi em cầu nguyện với Chúa đi, rồi em ăn cái cỏ mang hạt giống đi, từ từ Chúa sẽ chúc lành cho em. Vậy thì những người nào mà được gặp cha đó là cái phúc vô cùng, phúc lành vô cùng. Vì cha cũng không thể ở đây lâu được, cha đã làm tròn cái sứ mạng của cha, mở ra cho nhân loại một kỷ nguyên mới. 8 tỷ người là phải ăn cây cỏ mang hạt giống để chống lại sự dữ của bệnh tật, chống lại sự ác ôn của ma quỷ. Năm nay là năm 2018, coi như là một thế kỷ mới. Một kỷ nguyên này là kỷ nguyên dành cho tất cả mọi người trên vũ trụ này phải ăn cây cỏ mang hạt giống. Và cái kỷ nguyên này con người mới hiểu được rằng cơ thể của tôi, tất cả mọi chất khi nạp vào cơ thể của tôi, mọi chất đều cần phải được nano hóa thì cơ thể của tôi mới cường tráng, mới có sức khỏe, mới mạnh mẽ, mới trong sạch được. Đó là điều mà cha muốn nói với mọi người rằng một kỷ nguyên mới này sẽ mở ra cho anh chị em. Đó là ăn cây cỏ mà hạt giống để chống lại sự dữ của ma quỷ, chống lại những căn bệnh hiểm nghèo mà hiện nay thế giới đã không thể chống lại được, khoa học không chống nổi, và tất cả các tôn giáo đi vào ngõ cùng, không có cầu xin cầu nguyện gì được. Tại sao? Tại vì họ không nhận ra được cây cỏ mà hạt giống là thức ăn của mình. Không có tôn giáo nào nhận ra được cây cỏ mà hạt giống là thức ăn. Có cao cấp lắm là đạo Phật dạy anh trai, chứ cũng không dạy là cây cỏ là thức ăn của mình, không dạy điều này. Vì thế cha đã làm tròn sứ mạng của cha cho mọi người. Cha mong rằng những người nào mà không nghe được thì hãy cố gắng nghe những người truyền tải để được cứu, để được cứu. Thì đó là những điều mà cha muốn nói với mọi người, là sáng hôm nay các thầy đã đi đưa người ta đi khám bệnh hết rồi. Thì cha ở nhà cha sẽ an ủi mọi người vậy thôi nhá. Rồi sẵn hôm nay thì cũng có một bệnh nhân mới ha. Bây giờ cha nói với bệnh nhân mới vậy. Bây giờ hôm nay thì có hai ông viện trẩn này, ông đã đi thành phố để đem người ta đi khám nghiệm. Mà những người mà hôm nay đã đi khám nghiệm là con biết là họ phải ở đây 3 tháng. Ăn cháo cắt ở nhà trọ con ở được không? Ở được phải không? Rồi họ phải tuân thủ cái phác đồ của cha đưa ra, nước trọng cha đủ vậy. Ở được không? Chấp nhận được phải không? Hút thuốc là phải bỏ dần dần nha. Bỏ luôn. Hiện nay, từ nay con vô đây, từ cái ngày con bước vô đây mà con được cha ngồi ở đây với con, mà cha làm giấy cho con khám bệnh đó, cho đến ngày cha đưa con lên thành phố khám nghiệm, đến ngày cha xác nhận cho con hết bệnh, sau cái ngày đó con mới được tự do ăn uống vui chơi. Con chịu. Bắt đầu từ ngày hôm nay tới ngày mà con được lên xe về quê đó, con không được làm theo ý con. Nếu con làm trật một câu, một từ, một cái ý thôi là cha đuổi tại chỗ. Cha đã đuổi nhiều người rồi, cha không có ngại đuổi thêm con đâu ạ. Thấy không? Thấy vậy không? Cha nói vậy đúng không? Cha đã đuổi nhiều người rồi thì cha đuổi thêm con không có ngại ngùng gì hết. Nha. Vậy cha nói tiếp. Hôm nay ban viện trưởng không có nhà, thì ngày mai ban viện trưởng có nhà sẽ làm hồ sơ cho con. Hôm nay thì có ông chủ tịch chữ thập đỏ hết á, thì cha nói với ông chủ tịch vậy. Từ ở ngoài Đắk Lắk mà con đến đây, con dẫn một người bệnh nhân đến đây, thì điều đầu tiên đó là cha hoan nghênh cái tinh thần mà con đã sống theo lời của Hồ Chí Minh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Xin mời anh chị em cho ông này một tràng pháo tay. Điều này là điều cha đáng khâm phục, cha đáng khâm phục. Hôm nay
là điều cha đáng khâm phục. Nhưng con cũng hãy nhớ rằng với cái chức vụ chủ tịch chữ thập đỏ của con, không phải có một người này bệnh, mà nó có hàng trăm trăm ngàn ngàn người bệnh như vậy. Liệu con có dẫn thêm một người nữa được không? Điều này là điều cha đặt ra nha. Vậy bây giờ chúng ta sống trên cõi đời này, chúng ta theo Bác Hồ Chí Minh, Bác Hồ dạy chúng ta là phải cứu người, phải cứu toàn nước toàn dân, phải phục vụ cho dân chúng, phải quên mình vì dân chúng. Thì cha biết một người này rồi thì cha phải nhìn thấy con dẫn thêm nhiều nhiều người nữa. Đó mới là cái lời Bác Hồ ứng nghiệm trong lòng nha. Đó là điều mà cha mong của con như vậy nha. Để rồi ngày mai này con về quê hương của con, người ta sẽ nhìn ra con. Giờ đây ông đó không phải là một ông chủ tịch chữ thập đỏ đơn giản, mà ông là một ông chủ tịch chữ thập đỏ, ông đã có lòng thiện tâm, lòng từ bi. Ông có một cái tinh thần gọi là cứu người, đưa người dân của ông đến tỉnh Trà Vinh. Từ tỉnh con đến đây nhiêu cái số? 500 cây. 500 cây số. Có phải lặn lội đường xa, vượt qua đèo núi hiểm trở 500 cây số đến đây. Vậy thì tự nhiên lòng người giờ đây không còn nghĩ con là một ông chủ tịch đơn giản nữa. Phải không nào? Người ta sẽ nghĩ con là một con người có lòng từ bi thật sự. Nhưng cha cũng nói cho con nghe, trên đời này chưa có chỗ nào giống như vậy để con đưa đi. Phải không? Nhưng mà hôm nay con có một cái chỗ như vậy để con đưa con dân của mình lên đây khám bệnh, thì đó là cái điều mà cha hết sức quan tâm. Nhưng không phải con dừng lại một người này, mà còn biết bao nhiêu người trong xóm, trong ấp, trong làng của mình phải dẫn họ đi. Con hãy nhớ, từ nay con hãy nhớ con là một ông lái đò. Thế ai muốn đến đây để khám bệnh thì con bỏ lên đò, con đưa qua, bỏ họ lên chiếc đò, con làm cái ông lái đò, con chèo, con đưa họ đến đây. Dù 500 cây số, dù 1000 cây số, tôi vẫn làm. Vì tôi đang mang trong mình tôi một cái tinh thần là vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Theo lời của cha tôi là vị cha già đáng thích của tôi. Giờ đây tôi đang canh cánh bên lòng cái câu vị cha già đã dạy tôi là vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Do vậy mà bất kỳ một người nam y nào mà bệnh tật mà tôi thấy được, mà muốn đi khám chữa bệnh, thì tôi bỏ lên chiếc xe, tôi chở về đây. Con có đồng ý chuyện này với cha? Nhất trí phải không? Đó. Điều đó là điều cha mới mong mỏi nha, chứ không phải đưa một người hay là làm cái gì khác mà lớn. Nhưng bắt đầu từ hôm nay con về quê hương con rồi, người ta nhìn con với một cái nhìn khác, một cái nhìn của một ông lái đò, cái nhìn của một con người cứu nguy, cứu khổ, cứu nạn nha, chứ không còn cái nhìn của một ông chủ tịch nữa. Do vậy mà giờ cái chức chủ tịch con nó nhỏ hơn cái chức mà cứu khổ, cứu nạn. Nhưng mà cái chức chủ tịch nó vẫn bên cạnh, bên lòng nha. Đó là điều cho riêng về bản thân của mình. Thì bắt đầu từ hôm nay trở đi, con về đây con nhớ rằng mọi người thương con thì con mới nhận con đi chữa nha. Cha thương, ban nhiệm dẫn thương, ông chủ tịch thương, vợ thương, mọi người thương đang còn chứng kiến để mà cho con được khám. Như vậy con phải quý trọng mạng sống của mình. Dân gian có câu mạng sống hơn một đống vàng, phải không nào? Mạng sống của mình hơn một đống vàng. Có một đống vàng mà không giữ được mạng sống thì đống vàng nó vô nghĩa nha. Nhưng mà hãy giữ được mạng sống rồi thì đống vàng đó nó phải đi vào mỗi người đau khổ nghèo. Thì mạng sống ý nghĩa mà đống vàng cũng ý nghĩa. Mà có mạng sống mà giữ đống vàng nó cho mình để ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi thì mạng sống này cũng vô nghĩa. Nhưng mà xưa nay con bệnh tật là bởi vì con nhìn thấy một đống vàng đó là của con chứ không phải của người nghèo khổ. Phải chi mà xưa nay mà con sống mấy mươi năm như vậy mà con cái sức khỏe của mình là vàng. Mỗi ngày tôi dùng sức khỏe của tôi để tôi đi cho người khác,
thì hôm nay con sức khỏe dồi dào biết không, mỗi ngày con dùng sức khỏe con để con lo cho gia đình, cho vợ, cho con. Vậy còn bao nhiêu người nghèo chồm sớm láng giềng con đã làm cho ai, con đã yêu thương, con đã cho không được ai. Và bao nhiêu năm trời con ăn động vật như vậy, rõ ràng là con đã ăn sai cái thức ăn mà Thượng Đế không cho con. Vì thế con mới mang căn bệnh hiểm nghèo như thế này. Chứ nếu con ăn chay trường, con ăn đúng thức ăn của mình thì đâu có đến nỗi như vậy. Nhưng hôm nay con đã hiểu được là con bệnh là con đã ăn sai thức ăn. Giờ nay con không còn quyền quyết định trên bản thân con, không có quyền quyết định chỗ này. Và chỗ này là chỗ mà con phải sửa mình. Giờ đây con đi chữa bệnh, ai nuôi? Phải vợ nuôi không? Con nuôi được mấy ngày? Dự kiến con sẽ nuôi mấy ngày rồi con về? Giờ con khỏe mạnh, giờ con ở lại rồi mình... Thì con về. Cha nhắc con là người bệnh. Giờ đây con phải dùng, tận dụng cái thời gian con bệnh ở đây để con hy sinh hẳn mình. Con phải đền tội, chứ không phải con tận dụng cái thời gian mình để đài vợ là con. Cha nghe được cha đuổi ngay à? Cha lạ lắm. Chuyện hiếu thảo của vợ của con là chuyện của vợ con. Còn chuyện mình bệnh tật thì mình không đài hãi ai hết. Mình phải tâm nguyện với lòng mình rằng tôi bệnh như vậy là xứng đáng với cơ thể của tôi. Bởi vì ngày xưa tôi đã ăn động vật một cách rất là vô điều kiện. Tôi muốn ăn con nào là tôi ăn, tôi muốn giết con nào là tôi giết. Ngồi đây mà thấy con kiến chạy ngang giết chứ không để. Thấy chưa? Ngồi đó đó mà thấy rắn mò ngang, tự nhiên xách cây đập cho chết đi bay, em dục. Có vậy không? Đang ngồi nói chuyện đây là hai người phụ nữ đang ngồi tập chí đó. Đó. Mà thấy rắn bò ngang trước mặt mình chừng 4-5 thước. Đó, lấy cái chổi thôi chị, đập cho nó chết, giục chôn. Giục ra hè đi, giục ra hố khác. Chi vậy con? Mắc mớ gì mà mình phải đang ngồi bắt chi mà xách cái chổi ra đập con rắn cho nó chết. Nó đâu có làm khó mình đâu. Phải vậy không? Mà phải chi mình đập chết đó mình ăn, không nói đập giục hả? Con rắn mà ngón tay vậy mà ăn uống gì? Đập giục thôi. Mà rõ ràng nó đâu có hại mình. Rồi con bò, con trâu nó đang kéo cài, nó đang đạp lúa, nó đang là con chó nó đang giữ nhà, nó làm đủ thứ mà. Giữ nhà là giữ nhà, nhưng tới ngày ăn thịt là sao vậy? 3 giờ sáng trâu ra ruộng đi cài, cài tới 11 giờ trưa nó cài hết nổi, nó nằm quỵ rồi ruộng luôn. Nhưng mà mày nằm quỵ mày hết nổi về tao xẻ thịt. Cũng vì cái tư tưởng đó mà ngày hôm nay con phải mắc phải căn bệnh những ngày này. Con phải cố gắng sửa mình. Con nằm một người một mình trong phòng trọ, con nói với con rằng con đã sai rồi. Con phải ăn năn sám hối, phải từ nay trở đi con phải sửa mình theo đúng phác đồ của ban nhiệm chẩn để con được cứu sống nha. Lấy giùm tôi một tờ giấy để cho chủ tịch chữ thập đỏ viết một cái cam kết. Rồi ngày mai là bắt đầu ban diện chẩn về sẽ làm cho con một cái bộ hồ sơ. Cha nói trước với con nè, ở trong này khám bệnh thì thứ nhất là cha không lấy tiền con nha. Do vậy mà con phải làm một cái đơn xin khám chữa bệnh miễn phí, không lấy tiền. Con phải ký tên vô cái đơn đó. Để tới ngày con hết bệnh, tự khắc con đi về không ai đòi tiền con. Còn nếu con không ký vào cái đơn đó, đến ngày con hết bệnh, ban diện chẩn đòi tiền con trả không có nổi đâu à. Giống như chính người ngày hồi hôm mà đòi là trả nổi không? Trả không có nổi đâu à. Cha dòm lại ai cũng có giấy là ủa con nói con vô con khám bệnh ký miễn phí à. Hôm cha nói là ở bên Mỹ mà vừa bệnh xong đó, nó vừa biết mình ung thư là nó trả phân nửa bảo hiểm cho mình, còn phân nửa nó trị bệnh cho mình hết tiền là anh về chôn bên Mỹ á. Còn bên Việt Nam mình á là ung thư chết luôn với tiền đâu tiền, phải không?
mà nếu có xạ thì cũng cũng chết. Bằng chứng là tôi đây phải không? Bằng chứng là tôi đây phải không? À, chứ không cần ai. Có tiền không có tiền là đi chết, mà có tiền xạ trị rồi cũng đi. Bằng chứng là em đấy, đúng không? Vậy cha nói con khi con vô đây khám bệnh là con phải giữ một cái mực, là con làm một cái giấy xin khám chữa bệnh miễn phí, con ký tên cho con nữa, con ra ngoài rồi. Xong bên cạnh đó con phải làm một cái giấy gọi là cái giấy cam kết khám bệnh. Trong quá trình điều trị khám bệnh mà con tập một chút là con bị đụng. Cha nói trước mặt mọi người đó nghe. Mọi người này cố gắng, nếu mà người anh em mình mà không bị đuổi rồi thì cố gắng dạy cho ông biết nha. Không, dạy, dạy cho ông biết. Dù con ăn một cọng rau muống cha cũng đuổi. Hút một điếu thuốc cha cũng đuổi. Đi ra khỏi phòng mà đi chơi cha cũng đuổi nữa nha. Cha nói đủ điều hết rồi. Do bởi cha biết cha khó. Do bởi cha biết cha khó. Vì thế nhất định là cha phải nói trước. Mọi người hãy chia sẻ giùm cho ổng nha, để ổng bị đuổi cũng hoang mang ổng nha. Chúa ơi, cha khó dữ lắm nha. Ừ, đến khi cha đuổi rồi là không có xin cha đâu, à không có được xin cha đâu nha. Vậy thì giờ đây cha nhắc con một cách ngắn gọn. Từ ngày con vô đây cho đến ngày con đi về hết bệnh, con không có một yêu cầu gì trên bản thân con và thời gian. Ví dụ như con đang trị bệnh nữa chừng, con muốn xin về nhà để trả tiền ngân hàng là về luôn đó, chứ không trở lại được. Con đã giải quyết chuyện này cho xong chưa? À, rồi trong quá trình con điều trị mà con chỉ cần con làm sai một phát đồ gì trên cơ thể con là con đi về. Ví dụ như giờ con nói là con bị ung thư cái vút, mà con không cởi áo ra cho cha xem, cha đuổi về. Tại vậy đó, đơn giản, cha đuổi về liền. Rồi bây giờ con nói là con bị tiền liệt tiết, mà con cởi quần ra cho cha xem, cha đuổi về. Ờ, bởi vì cha trị bệnh không cho cha làm những điều đó, cha không làm được. Cha không cứu người. Hôm nay cha đưa đi 9 ca ung thư, 9 ca nan y đã lên bệnh viện trung tâm hòa để khám xét, để Chúa Nhật này họ được về quê hương, họ trở về với một con người lành. Còn mười mấy ca này họ cũng sẽ trở về quê hương của họ vào tháng tới. Còn có mình con vô đây, cha hôm cha nói rồi. Cha có nói với ông Quý, không lẽ cuộc đời của tôi phải làm chuyện này mãi mãi sao? Ông nói chắc vậy rồi. Ủa, ông là thánh sao mà ông phán cho tôi chắc vậy rồi? Ông nói chắc vậy rồi, cha đi vô cho ngủ luôn. Mà lúc đó là cũng là 1 giờ đêm rồi phải không? Ở trong phòng với chung với vợ ổng là 1 giờ đêm để chữa bệnh, để cấp cứu. Ông nói chắc vậy rồi. Trời ơi, cha nghe ông nói chắc vậy rồi, tức là phải cứu người đến đến nhà cha chết á. Tự nhiên cha mệt vô cùng mệt. Khi nó đau là mình phải đau theo nó. Khi nó nhức là mình phải nhức theo nó. Khổ vô cùng khổ vậy. Do vậy mà cha nói trước nha, ai mà được cha ngồi đây để cha nhận bệnh thì người đó có phúc vô cùng. Hàng trăm người điện cho cha rất sạch, có ai đậu được. Nhưng mà con được ông chủ tịch chữ thập đỏ dẫn vô đây, đó là con bảo đảm con sẽ không có mang cái bệnh hiểm nghèo luôn. Con sẽ hết để con về quê hương, con sống cho tốt hơn. Bây giờ chủ tịch viết một cái giấy cam kết nha. Rồi, tự viết giấy cam kết là bảo lãnh cho anh này vô trong này khám chữa bệnh nha. Viết được nha. Đó là ông chủ tịch viết một cái giấy cam kết rồi ký tên đóng mộc vào trong này. Rồi sau đó ông chủ tịch sẽ về quê hương của ông nha. Rồi người bệnh ở lại đây để cho điều trị nha. Đó, cha muốn là như vậy. Để từ nay trở đi,
giữa cha, giữa con, giữa bệnh nhân, giữa ban diện chẩn, giữa nhà nước, giữa ông chủ tịch, giữa ông bệnh nhân, tất cả đều là cùng nhau đẩy lùi cái mối thù của con người, cái đẩy lùi cái kẻ thù lớn nhất mà con người gặp phải, đó là bệnh nan. Đó là cái kẻ thù lớn nhất mà con người đang mắc phải, đó là bệnh nan. Đó, cha muốn những con người ngồi đây để mà viết những cái lời cam kết, những cái nguyện vọng để mà giúp cho người bệnh. Giữa cha muốn giúp, giữa người ông chủ tịch này muốn giúp, giữa ban nhiệm chẳng muốn giúp, giữa mọi người muốn giúp, thì rõ ràng cùng nhau đẩy lùi cái bệnh này nha. Cùng nhau đẩy lùi cái bệnh này ra khỏi cái con người của mình. Và như cha đã nói hồi nãy, cho đến bây giờ thì sứ mạng của cha đã làm xong. Sứ mạng của cha đã làm xong rồi thì không biết ngày nào, giờ nào cha sẽ ra đi. Thì cha sẽ ra đi có ba chuyện cha ra đi. Một là cha ra đi để cho chết. Hai là cha ra đi để cha lên núi cho ở một mình. Ba là cha ra đi cha không chữa bệnh nữa, vì sứ mạng của cha đã làm tròn rồi. Vậy thì bắt đầu kể từ hôm nay trở đi, người nào được ở gần cha được chữa bệnh thì người đó hãy vui mừng hân hoan nha. Hãy vui mừng hân hoan. Và cái thời gian để những người này về quê hương gần lắm, 1 tháng có 30 ngày, nhanh lắm, không có xa xôi gì hết nha. Nó lẹ dữ lắm này, nó lẹ dữ. Còn những người bệnh khác biết cha có nhận được không, biết họ có phúc để về đây không, biết trời đất thiên liêng có chúc phúc lành cho họ, biết họ có gặp được cha. Đó là cái chuyện, đó là chuyện của cá nhân mỗi người, chuyện của từng người bệnh. Cha không hiểu nổi, cha không biết được, cha không suy nghĩ. Cha chỉ suy nghĩ về con người của cha, là cha đã hoàn thành sứ mạng mà Chúa đã giao phó cho cha ở trên trần gian này, là ăn cây cỏ buông bỏ cho không. Cha đã làm rồi. Và hiện bây giờ mọi người bệnh đang trên đường về quê hương không còn bệnh nữa. Mọi người bệnh nan y, và mọi người bệnh nan y đang có mặt ở đây sẽ không bệnh nan y nữa, sẽ không còn bệnh nan y nha. Đó là những điều mà cha muốn nói với anh chị em. Bây giờ cha muốn nghe ý kiến của mọi người đó. Mọi người có ý kiến gì cha nghe không? Có cảm nhận gì khi những người kia họ đi xét nghiệm không? Có ai muốn nói gì không? Mạnh dạn nói lên coi. Ông Tư nha. À Tư. Rồi xin mời ông. Thường cha cũng bằng dẫn. Nó lớn lớn lên nha. Thằng Tiến mới nói không? À vậy hả? Rồi nói đi. Rồi thằng Thắng. Mình thấy cái anh chị em mà cũng mình nhanh chung đó. Cũng người ở đây là xét nghiệm. Thì đó là mình chưa có một công nhân. Để đó bên nhà ông Chúa, cái cha cái bà nhà chẳng mà giúp đỡ, rồi lắng cho mới nhân mới có cháu, đó là điều hết sức quan trọng. Có một bệnh nhân, cho cha nói ai mà gặp cha sớm thì đó là phúc vô cùng. Hôm nay chúng con đây mỗi người có mặt ở đây thì cũng có được có phước ở đó. Xin cảm ơn cha. Rõ ràng nếu ông là ung thư phổi giai đoạn 4 mà nếu ông gặp ông lên đường rồi đâu có kịp phải không nè. Hôm nay ông đứng đây nói chuyện như vậy là ông khỏe vô cùng rồi phải không nè. Dự kiến tháng nữa ông về được không? Cho về mới về chứ không về ẩu được nha. Nhưng mà trên tinh thần thì chừng 1 tháng nữa là ông sẽ được ra viện thôi nha. 1 tháng nữa đổ lại
thì ông sẽ được đi khám nghiệm, là ông trở về ông uống thuốc thêm làm hết tiệt căng nha. Vậy đó, nói chung thì bệnh đang đi bây giờ nó khó trị nữa, điểu lên rồi nè thấy không, dự kiến là chừng tháng nữa là nó khỏe lại hết rồi. Chúng ta trước khi chúng ta lên đường khỏi phòng khám, chúng ta phải đi xét nghiệm như những người hôm nay vậy, chứ chúng ta không đi về khớp hết. Chúng ta phải cầm một cái giấy xác nhận là bệnh viện đã chứng minh cho tôi và cơ thể tôi biết tôi khỏe, đó là như vậy rồi mình mới về. Thì cái điều đó là điều cha mong mỏi mọi người hãy giữ cái nội quy của phòng khám, giữ cái nội quy của phòng khám để được mau hết. Còn là những người kế tiếp mà vô phòng khám này nữa thì cha không biết, giờ nó thiệt tình cha cũng làm biến quá mẹ, cha làm biến chứ không phải cha làm biến nữa, mà giờ đây mọi người phải nhìn ra được cái sứ mệnh mà phải ăn cây cỏ, phải tự chữa, chỗ đó mới là chỗ nha. Mà quả thật khi mà cha nói là cha đã mệt mỏi cho làm biến rồi thì bắt đầu là ta tự nhiên ta hết cái cơ hội. Cho nên mỗi người phải lo mà giữ mình ăn cây cỏ, buông bỏ vậy cho không. Đó là tinh thần mỗi người phải nên giữ. Chứ cha cũng không có sống đời hoài để chữa bệnh nha. Cha cũng không ở trên đời này hoài để chữa bệnh đâu nha. Một ngày nào đó là cha bị đột quỵ ngất đi cái là rồi amen. Rồi mọi người đường ai nấy đi, đường ai nấy chết. Cho nên bây giờ cái điều quan trọng là mọi người phải lo ăn chay, phải lo. Bởi vậy mọi người muốn đến với cha không có dễ, dễ gì, khó vô cùng khó. Vì đâu phải ai cũng phải đi ngang về tắt, đi phải có phép có phụ, có nơi bảo lãnh mình. Đó là một con người còn được xã hội này trọng dụng. Còn mình muốn đi đến cha tường khám bệnh mà không ai dẫn mình đi trơn là rõ ràng mình thấy mình xã hội không có trọng dụng mình nữa rồi, tiêu rồi. Đó thì hôm nay trước mặt anh chị em là đây là một ca bệnh ung thư máu nha. Thì coi như hôm nay mình đã làm hồ sơ cho họ. Rồi sau đó thì cha mong mỏi là những người này giúp đỡ người này nha. Chị giúp em, anh giúp em, mình vô phòng trọ ngày trước ông lại ngày là mình anh ổng rồi. Bây giờ mình có nhỏ hơn ổng 30 tuổi cũng anh. Em lại anh chỉ cho nọ. Khang dám kêu không? Lên. Con vô phòng trọ này bao lâu rồi? Nửa tháng rồi. Thì cứ em giúp anh. Em lại đây anh giúp cho. Rồi. Ký tên ông Mộc vô. Đó. Thì cha mong là điều đó nha. Thế mà em vô sao thì giờ em có râu dài tới ngực cũng lại đây anh giúp cho. Anh chỉ cho em nha. Chứ còn em lạng quạng em đi về em bị đủ về đó nghe. Tuy anh nhỏ thiệt nhưng mà anh rành rồi. Còn em râu dài tới ngực mà em chưa hiểu. Trời nói vậy em tức lắm ha. Chỉ có cơ hội này mình mới làm anh được không nha. Chứ còn về nhà mà nó làm anh muốn chết à. Để ông chủ tịch chữ thập đỏ ông viết một cái giấy cam kết để ông đưa con dân của ông đến đây khám chữa bệnh. Thì đây là điều mà cha mừng cho ổng, cha mừng cho con dân ổng, với cha không có mừng cho cha. Ừ, quả thật cha không có mừng cho cha. Cha mừng cho ổng và mừng cho con dân của ổng. Rồi. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, giấy cam kết. Tôi tên Nguyễn Văn Tuân, sinh năm 1959, chức danh hội chữ thập đỏ xã Bù Đăng, Bình Phước. Nay tôi có làm giấy cam kết là hội chữ thập đỏ xã có mang một bệnh nhân
tên là Lê Đình Thu, là bệnh nhân đã đến thầy Tường để điều trị bệnh nan y tại Trà Vinh. Nay hội xin cam kết với thầy Tường đối với bệnh nhân phải chấp hành đúng nội quy định của thầy thuốc. Nay thay mặt hội chữ thập đỏ xã Đức Liễu ha, đối với bệnh nhân cũng như hội viên chấp hành quy định của thầy thuốc Trà Vinh ngày 11 tháng 7 năm 2018, thay mặt hội chữ thập đỏ xã, phó chủ tịch Nguyễn Văn Tuân, hội chữ thập đỏ xã Đức Liêu, rồi Đức Liễu. Rồi như vậy là rõ ràng con hãy nhớ là quê hương con là đã dẫn con vô đây rồi, đã cam kết với cha rồi, từ nay trở đi con không được sai lời cha để cha chữa bệnh cho con nhé. Cha cũng mừng cho con là bởi vì nhà nước đã thương con. Bắt đầu từ hôm nay trở đi con phải cố gắng con thương mọi người, và khi con về quê hương con phải thương nhà nước của mình. Nhà nước của con khi bệnh hoạn cũng như lúc gian nan họ dẫn con đến đây, họ đã ký xác nhận cho con như vậy là họ đã quá thương con. Con không còn phải nói rằng là xưa nay mình cho nhà nước có một, mình thương có một, bây giờ mình phải thương hết luôn. Bởi vì người ta đã thương mình, ta mới giúp đỡ cho mình. Rồi cha cũng chúc mừng con là chủ tịch chữ thập đỏ nha, để cố gắng giúp cho mọi người, để mọi người là có cơ hội họ làm giàu cho đất nước, làm đẹp cho quê hương nha. Rồi thôi bây giờ tất cả mọi người chúng ta cùng nhau đứng lên đọc kinh để mình kết thúc nha. Thiên nhân cha và con và thánh thần, amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các rãnh linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Nhân danh Cha và Con và